Hello, xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một chiếc Seiko nữa. Và chiếc Seiko này cũng rất là đẹp và đáng xem. Đó là một chiếc Seiko thuộc dòng Bright. Và Bright thì nói đến dòng đó thì các bạn sẽ thấy những chiếc đồng hồ rất là đẹp và long lanh. Chiếc này của mình cũng là một chiếc sử dụng bộ máy chronograph automatic của Seiko. Và đây là một trong những cái bộ máy rất là đáng tiền đó. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái gọi là phiếu bán ở bên Nhật, và đại lý bán là Takarado ở bên Nhật đây. Chiếc này sẽ có mã là SDGZ019 và nó có serial number là 55001. Ngày bán như các bạn thấy ở đây là ngày 12 năm 2015. Tuy nhiên đây là một chiếc mà cũng giống như cái chiếc mà Enamel mà mình muốn nói đến anh em. Chiếc này SDGZ019 này thì được sản xuất rất là ít, và nó là một chiếc của đại lý mua lại, và họ có thể coi là hàng trưng bày vì nó còn rất là mới, thậm chí cái siêu của dây còn nguyên, và dây này là dây full chưa cắt đây, các bạn có thể thấy là siêu dây còn nguyên đó, và dây này là dây nguyên chưa cắt mắt một lần nào, tình trạng phải nói cực kỳ đẹp và hoàn hảo. Những cái dòng sản phẩm mà hiếm như này thì thường là các đại lý bên nước ngoài họ mua trước để họ ôm hàng rất là nhiều, và sau đó thì họ sẽ bán dần, vì những cái sản phẩm này nó chỉ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định với số lượng nhất định thôi. Tuy nó không đánh giới hạn như là chiếc Cloisonne Enamel mình mới quay, nhưng mà đây cũng là một trong những chiếc cực kỳ tuyệt vời để anh em có thể mua. Và đặc biệt đó là một trong những cái chiếc mà sử dụng bộ máy Chronograph 8R48A, bộ máy tiệm cận đến dòng 9 của dòng Grand Seiko, và là một trong những bộ máy rất là cao cấp của Seiko. Nói đến máy Seiko Chronograph thì 8R48A là một trong những dòng máy gần như là cao cấp nhất rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc Seiko Chronograph với size là 41.9mm hay tương đương với 42mm. Và với size này thì anh em sẽ phù hợp với cả tay anh em khoảng 16cm đến 16.5cm đeo là đẹp, bởi vì cái lắc to lắc của nó khá là ngắn. Các bạn có thể thấy với cái size 42 thì lắc to lắc của chiếc này sẽ chỉ khoảng tầm 46-47, thì thực sự là đeo chiếc này thì cực kỳ dễ dàng. Mặt dial của chúng ta thì được làm với một màu đen, và chúng ta sẽ có cái vân trải tia rất là đẹp, và cùng với đó là chiếc này thì sẽ có sự kết hợp giữa những cái màu xanh. Những cái màu xanh này của chúng ta thì sẽ có ở trong hai sub dial Chronograph đó, các bạn có thể thấy. Kim dây, bộ kim cọc của chúng ta trên chiếc này cũng được làm được hoàn thiện rất là tốt, và nó bắt sáng cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ có ở đây là kính sapphire cao cấp nhất của Seiko, và nó có lớp phủ chống lóa trong ngoài giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn gọi là trong vắt như là không có kính vậy. Dòng SDGZ Prime này luôn luôn là có cái đặc điểm như vậy. Một đặc điểm nữa trên chiếc này đó là nó sử dụng bộ máy như mình nói với anh em, đó là 8R48A. Bộ máy này của Seiko có tận 34 chân kính, có 45 giờ tích cót và chạy với tần số là 28.800 dao động các bạn nhé. Cho nên là máy của nó sẽ rất là mượt, siêu đáy còn nguyên này, các bạn có thể thấy là siêu đáy còn nguyên. Đó, còn nguyên cả siêu. Đó, chiếc này là một chiếc chưa hề qua sử dụng, và nó là một chiếc trưng bày chờ khách đến mua thôi. Đó. Chúng ta sẽ có là cái mặt dial như mình nói được là màu đen, vân trải tia rất đẹp và lạ. Chúng ta có 3 sub dial, trong đó có 2 sub dial xanh, đó là sub dial Chronograph, và chúng ta có một sub dial là kim dây ở góc 3 giờ. Lịch ngày của chúng ta thì được đặt giữa góc 4 và 5 giờ. Đó. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta bật cái này chạy lên thì bắt đầu nó chạy Chronograph, và như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ còn một cái niềng tachymeter ở phía ngoài để giúp cho chúng ta đo tốc độ khi mà chúng ta đi khoảng 1.000m nữa. Đó. Toàn bộ phần thân của chiếc này được làm bằng titanium, hay trong tiếng Anh chúng ta gọi là titanium. Thì với cái titanium case và bracelet này thì thực sự là cái đồng hồ của chúng ta nó sẽ nhẹ bẫng đi rất là nhiều, và nó sẽ chỉ còn khoảng 1/2 so với cái đồng hồ thép thôi. Và khi các bạn thấy là chiếc Seiko Chronograph Automatic Titanium này trên tay thì phải nói là nó quá là đẹp luôn. Nó không có gì phải chê được trong với tầm trong tầm những cái đồng hồ mà Thụy Sĩ tầm 30-40 triệu thì thực sự là không có chiếc nào có thể địch nổi chiếc này. Đó. Chiếc Seiko SDGZ019 này có mức giá hãng retail cũng rất là cao, với 1.990 đô, tức là vào khoảng xuất sát 50 triệu nếu mà phun thuế về. Còn bên mình có một chiếc như này đẹp long lanh 100% như này thì
bên mình bán với giá là 29.500. Đó là một cái mức giá rất là tốt để anh em có thể mua một bộ máy, có một chiếc đồng hồ cao cấp với cái bộ máy cao cấp 8R48A tiệm cận của Grand Seiko, một bộ thân titanium cùng với đó là một kiểu dáng khó có thể chê được. Kính sapphire thì trong vắt, phủ chống lóa và tính năng chronograph rất là cao cấp của chiếc đồng hồ này. Đó. Bên mình bán với giá là 29.500. Anh em nào có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.